Còn trong đây là sân 3, sân 5, một sân 7. Bàn thắng của Costa Minh Giang, cựu huấn luyện viên của đội tuyển Futsal Việt Nam. Bộ của thủ môn thì như thế này, cột 2 thì không có đồng đội, làm gì đây? Trời ơi. Tôi là Thi Freestyle. Sân bóng đá Phạm Minh Giang, 66-17, tổ 73, khu phố 6, phường Tân Sơn Nhất, quận 12. Đi theo địa chỉ này tìm chắc mệt á, thành ra mình có cái bản đồ khác đi dễ hơn. Sân bóng Phạm Minh Giang ở đây nha, chúng ta đi đường Trường Chinh, huyện Phan Văn Hớn. Cuối đường Phan Văn Hớn giao với lại quốc lộ thì có đường Tân Thới Nhất 6. Bình thường đi theo địa chỉ kia sẽ quẹo ở đường Tân Thới Nhất 8 này. Nhưng thôi, đi Tân Thới Nhất 6 vào dễ hơn. Đi đến cuối đường Tân Thới Nhất 6 sẽ thấy cái hẻm số 72 ở đây, quẹo phải vào. Ở đây có biển chỉ đường, ở đây có biển chỉ đường vào trong thẳng sân bóng Phạm Minh Giang luôn nha anh em. Sân bóng đá Phạm Minh Giang đang có giảm 20% sau 20:30 từ thứ hai chủ nhật hàng tuần nha. Điện thoại liên hệ anh em ở quận 12, ghé sân Phạm Minh Giang ủng hộ thời gian buổi khuya nhé. Sân Phạm Minh Giang được cái là có bãi xe, có canteen ngồi, rất là thoải mái nha anh em. Toilet cũng rất là đẹp nữa. Thì mình đá banh ở sân Phạm Minh Giang hoài à. Nay sẽ là một clip tổng hợp rất là nhiều trận banh mình đá ở sân Phạm Minh Giang, tại vì mình quay theo kiểu đi đá thôi, không có quay cái câu chuyện trước trận hay sau trận hết. Chỉ là hôm nay sẽ là một cái clip mà đá rất là nhiều trận banh tại sân Phạm Minh Giang. Ha, anh em cùng xem nhé. Sân bóng đá thi freestyle của mình. Anh em ghé sân Phạm Minh Giang chơi Bà Nà với mình nhé. Tết năm nay phải làm một cái giải Bà Nà ở đây mới được. Bình thường những cái clip đá Bà Nà như thế này mình không có đăng YouTube. Tại YouTube không ai xem hết trơn á, toàn xem mình đá banh sân 7-11. Không à, mọi người không có xem đá banh 1-1 nên mình chỉ đăng Facebook với TikTok thôi. Facebook của mình là Thi Freestyle Soccer luôn, fanpage. Facebook cá nhân Phạm Trọng Thi, nhớ vô follow Facebook Phạm Trọng Thi nha. Mình cập nhật rất là nhiều thứ, giống như là dạy bóng đá rồi những cái đời sống của mình cũng cập nhật trên Facebook Phạm Trọng Thi và fanpage Thi Freestyle. Đó, anh em nhớ follow nha. Đi một vòng xem sân Phạm Minh Giang có những cái gì nữa nha. Thì sân Phạm Minh Giang được cái có những cái lạ lạ, ngoài sân Bana là lạ lạ rồi đó. Thì đây, một sân bóng chuyền mà kim luôn một sân bóng đá mini, có thể đá 3v3 nữa. Đó, anh em thấy nha, nè, sân 3v3. Còn trong đây là sân 3, sân 5, một sân 7. Sân 7 này thì hơi nhỏ, cũng tiêu chuẩn của HBL, FBL đó anh em. Đá phủi. Trong kia còn có thêm một cái sân 3v3 nữa. Đó, anh em thấy không? Đây có thêm một sân 3v3 nữa. Mà khung thành này hơi bự. Lẽ ra đá 3v3 như thế này thì đá gô tôm, không cho đứng chắn trước khung thành nữa thì hợp lý hơn. Bên kia với bên đây hình như hồi trước có cái gô tôm, một thể loại bóng đá ban bật chuyền di chuyển khá thú vị. Mình sẽ đá thử trong thời gian tới, mọi người chờ xem nha. Sân Phạm Minh Giang nhiều thể loại sân quá, thú vị quá. Anh em nhớ ghé sân Phạm Minh Giang để đá nha. Còn bây giờ thì mời anh em đến với những video clip đá banh của mình tại sân Phạm Minh Giang. Giờ mọi người cùng thưởng thức nha. Let's go. Mang giày cái nào? Đây là đôi giày Rainsport Mundo R nha anh em. Sẵn em nào muốn mua vớ giống mình thì link trong phần mô tả nha. Bạn hơi cứng đúng không? Để xì bớt đấy. Không chấm 0.75 luôn trời. 0.75 là dành cho dân chuyên nghiệp đá. Dân nghiệp dư như mình thì chơi 0.6 là được rồi. Yeah, yeah, yeah. Như thường lệ thì vẫn khởi động bằng các động tác tân bóng Le Man Round the World này. Mỗi lần mình khởi động mình hay tân banh để khè đội bạn lắm. Nhưng mà biểu diễn xong toàn ngồi dự bị không à, nên đội bạn cũng hết hồn luôn.
Sao vậy? Cỡ dài luôn rồi. Sao có cách chăm sóc cho lực sơ mi chưa? Chưa hả? Tendonitis. Uống vô là cho bổ sung cho dây chằng cổ chân. Đá hai đứa ra ngoài kêu cà phê uống đi. Ủa dạ. Anh Thế Đức vui tính quá. Trận banh ngày hôm nay mình đã cùng với anh em đội cựu thành viên C Collection. Đội này đa số là anh em lão tướng đội C cách đây gần chục năm, chơi với nhau tới giờ. Chi tiết các thành viên FC này có ai thì anh em coi clip từ từ biết hết nhé. Hello coach. Và đây là coach của mình, anh Phạm Minh Giang, sinh năm 1981 tại Long An, chủ sân này luôn nha anh em. Hiện tại đang là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thái Sơn Nam từ năm 2019 đến nay. Có một khoảng thời gian coach Giang làm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển Futsal Việt Nam luôn. Người đã đưa Futsal Việt Nam mình đi đá World Cup lần thứ 2 trong lịch sử năm 2021 tại Lithuania. Nay coach không còn làm cho đội tuyển nữa, nhưng cách làm huấn luyện viên của coach đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển tiến bộ vượt bậc của Futsal Việt Nam trong những năm vừa qua. Anh em nào biết coach Phạm Minh Giang thì để lại cho mình một comment về coach nha. Rồi, qua em. Trời ơi, không ai lên. Nói chứ hơi thiếu lực tí xíu. Giờ lại. Cao đi Bơm, cao đi Bơm, cao đi. Chu Choa đá Chivilla luôn trời. Nhắc Chivilla mới nhớ, mình đang sale mạnh áo Chivilla nè. Giảm giá 50% dọn kho cuối năm luôn. Anh em nào quan tâm áo thun Chivilla thì link trong phần mô tả nha. Một chiếc áo phông màu đen rất là thời trang. Chúng ta thay mặt đi chơi lễ cuối năm nè. Mặc áo này để nhớ hôm nào vô sân thì làm siêu phẩm Chivilla nha nha nha. Kẹt rồi, đã mạnh lên tuyến trên thôi. Vô tình chúng cầu thủ đội bạn, hết biên. Hướng đá lên bị kẹt, trả về cho anh Đức đá lên nào. Tuấn Xỉn kiểm soát bóng, phết Giang. Ghê thiệt. Pha ghi bàn một chạm quá hay của coach Phạm Minh Giang. Coach Giang cũng từng là cầu thủ chuyên nghiệp, cũng là thành viên của đội tuyển Futsal Việt Nam những năm 2007, thời kỳ đầu tiên của Futsal mới du nhập về Việt Nam, nên kỹ năng đá bóng của coach cũng cực kỳ tốt nè. Anh em coi clip thấy coach đá hay thì đừng ngần ngại cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Anh nghe anh Tuấn. Ôi! Anh Tuấn cài đè tốt nè. Tuấn. Coach Giang nhét cho mình không thành công, nhưng vẫn con. Cái được coach. Và rồi mình xử lý quyết đoán, nhận bóng quay người dứt điểm luôn. Nhưng mà thủ môn đội bạn hay rồi. Tuấn. Con, hay quá trời luôn. Wow, Coach Giang đưa một chạm tinh tế ta. Ừ, bước một không tốt, phập. Trời ơi, suýt cắt được. Tân. Coach Giang lại đá một chạm tinh tế rồi. Cũng đâu. Đường đưa bóng của mình vào trong chưa thật sự ngon cho đồng đội. Tân. Cắt. Cú đặt lòng cũng tương đối ổn, nhưng mà chưa đủ hiểm để hạ thủ môn. Cái gì vậy trời? Rồi xong, cắm đầu chạy về phòng ngự luôn, chứ đâu còn ai về đâu. Tổ Đức. Và vừa rồi là pha cản pháo của anh Thế Đức, số 7, bản thân của Coach Giang, một trung vệ đá rất rắn trong hội C nha anh em. Tình hình là mới thua một trái, Coach Giang dứt điểm giữa sân luôn, ghê thiệt. Nãy giờ anh em thấy coach đá hay thì nhớ like đăng ký kênh nhé. Ôi. Ghê vậy? Mấy sáu mà cụm đầu ghê vậy? Giống Messi quá ta. Anh em có biết người vừa mới ghi bàn là ai không? Đó là anh Trương Quốc Tuấn, biệt danh là Tuấn Xỉn, sinh ra tại Gò Công, Tiền Giang. Đây là một pivot lão làng của Futsal Việt Nam, đá đội tuyển cùng với lại coach Giang luôn. Thời điểm này nói về pivot, nhận bóng, kiểm soát bóng, xoay và dứt điểm thì không ai bằng anh Tuấn Xỉn này đâu. Mà thời đó làm gì có truyền thông như bây giờ, nên các bạn trẻ giờ ít ai biết đến anh. Hiện tại thì anh Tuấn đang làm huấn luyện viên của đội tuyển nữ Futsal Việt Nam nha anh em.
Nay chắc có Giang gọi anh Tuấn lên đá khách mời thôi, chứ trong group hội si mình đá thì không có ảnh. Và vừa rồi là một pha cụm đầu rất hay của anh Tuấn Xỉn. Anh em thấy pha đó như thế nào? Để lại cho mình một comment nha nha nha. Cut. Cut. Thế ai cũng kẹt hết trơn, đành quay về thôi. Cut được. Cut Giang bước một vào khoảng trống quá ồn áp luôn anh em. Ồ, step over inside luôn trời. Khúc này do mình không quan sát trước, nên hình ra phải vòng về thôi, không dám đá bậy. Phạt góc cho đội mình và Cốt Giang đang rất chống chải. Trời. Ui chà, cự ly đó mà không kèm, để cho Cốt đá thì chỉ có chết. Mà đội bạn thì phòng ngự hơi hời hợt, nhưng mà pha đặt lòng vừa rồi quá ngọt phải không nào? Thế nên anh em hãy để lại một like và đăng ký kênh cho Cốt Giang nha. Em cái. Cốt. Đây, chúng ta chưa tấn công quỷ nha thầy. Dỡ. Chơi này mà số 9 không lấy là mình nã bằng chân trái luôn rồi. Tuyến trên không có khoảng trống, bật tường với Cốt Giang nào. Và giờ mới đưa lên nè. Người vừa cản phá cú sút vừa rồi đó là anh Chí Jimmy, người gác đền số 1 của hội Sui Collection này. Đây chị. Cut. Một pha thoát racing quá nhẹ nhàng luôn. Trời ơi. Hay da, một pha kiểm soát bóng không tốt của số 9. Nhưng thôi không sao, tổ chức lại nào. Gì mà lăn luôn vậy Cốt? Bắp cọng cỏ té hả? Làm đấu luôn. À quên, các view clip mình quay Cốt Giang đợt này là lúc Cốt còn làm ở Thái Sơn Nam. Lúc e view clip này thì Cốt đã nghỉ và về làm bên Cao Bằng FC rồi nha anh em. Anh em nào quan tâm Cốt Giang thì ủng hộ Cao Bằng nha. Vậy là kết thúc trận thi đấu ngày hôm nay. Hội cụ Sea Collection giành chiến thắng. Và tỷ số như thế nào thì mình cũng không nhớ nữa vì clip này quay lâu quá rồi. Và anh em nào quan tâm mới giống mình thì link trong phần mô tả. Một trận minh khác tại sân bóng Phạm Minh Giang. Hôm nay cụ Sea Collection có Chuột, anh Thế Đức, anh Minh Tuấn, anh Tân, thủ môn Chí Jimmy và đối thủ là Quán Mái Lá FC. Ê chà, khéo dữ trời. Chị Biên. Tính kiếm 30k hả? Không dễ đâu à ngang. Chà, đối thủ ngày hôm nay toàn các cầu thủ có cơ bản tốt không ta? Trận này có vẻ mệt mỏi à nha. À ha, đội bạn bước 1 không tốt, lụm kẹo nè. Cái tư thế vừa rồi hơi khó sút nên cú đá của mình vào ngay giữa gôn. Trời ơi, vậy mà cũng thoát qua được. Cô Nam khỏe quá. Dạ tôi. Không vào. Anh Chí quả đó vừa hay vừa hên. Tiền đạo bị theo rồi, đưa ra biên thôi. Chưa. Lầu hán. Giật mình. Tình huống vừa rồi của đặt lòng của mình không thực sự tốt. Nó trúng một cái góc chân nên đi lệch sang trái. Nhưng mà cũng suýt kiến tạo đó nha. Bên trong có người, bước một ra biên thôi. Trời ơi, nhẹ quá. Ây da, anh em thấy đội bạn múa ghê không? Đã vậy còn chi villa nữa chứ. Sẵn đây, anh em nào muốn mua vớ giống mình, link trong phần mô tả nha. Đi chỗ. Đã lé luôn kìa trời. Các anh số 4 vừa mới đá lé vừa rồi đó là anh Tèo, tên thật là Lê Văn Hải.
Anh này từng ăn tập chuyên nghiệp ở câu bộ Thái Sơn Nam khoảng thời gian 2010. Nay thì anh không còn đá chuyên nghiệp nữa mà đã về làm quản lý sân bóng Phạm Bình Giang luôn. Anh Tèo cũng đá bên hội cũ Sea Collection nhưng hôm nay lại gánh team bên quán máy lá. Và anh em có ai quen anh Tèo không? Để lại cho mình một comment nhé. Muốn lấy chơi bành của anh Tèo khó thiệt chứ. Yeah, vẫn còn mình lót ở đây. Anh em thấy hay thì để lại cho mình một like nhé. Đây chuột, chuột, chuột. Được. Ê, Tân ơi. Mấy pha như này đã một chạm cho khỏe. Cái nữa. Thôi. Pha xoay người chuẩn pivot futsal luôn. Tiếc là cột 2 không có ai. Ừ, đánh Tân. Kệ che vị. Tốt Tân. Từ 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 từ. Em. Gôn mắc bài đường truyền ngang. Làm gì đây? Mấy góc như thế này thì thủ môn hay bắt bài truyền gục hai lắm. Bộ thủ môn này lộ quá và mình cũng quan sát được nên đá thẳng vào khung thành luôn. Và nếu anh em thích kiểu dựng clip dừng lại và đọc suy nghĩ như thế này thì đừng ngại cho mình một comment nhé. Để năm 2023 mình sẽ làm kiểu này nhiều hơn. Lại là một trận bóng khác nữa tại sân Phạm Minh Giang. Vào một buổi chiều rất là nhiều mây. Chụp anh ngày hôm nay mình không đá cùng đội C mà đá cùng FC Hải Nam. Mà anh em thấy vậy thôi chứ FC này toàn những anh em bên C qua đá không à. Ở ngoài sân thì mình thấy đối thủ trong sân toàn là học sinh cấp 2 không à. Yeah yeah yeah, hôm nay sẽ được múa đã đời rồi đây. Ôi giờ luôn. Số 9 nhận bóng và đặt cái lòng qua hán thủ môn hay quá. Còn đây anh Tèo, ở clip trận trước là đối thủ, trận này là đồng đội rồi nha anh em. Hey. Đóng. Đóng. Đóng ra hai góc là thủ môn bó tay rồi Hào ơi. Hey. Trời ơi, đá cột 2 đến đó rồi, đồng đội dứt điểm trúng cột dọc nữa. Không ăn là thua rồi. Trời ơi, thấy chưa. Và đó đệm hụt ra ngoài thì không sao, chứ đá trúng cột dọc thì hay bị phản công nhanh và thua lắm. Kiệt quá nên cốt không nhét vào trong. Tương. Trái. Số 9 kiểm soát bóng và đi bóng bằng chân phải và dứt điểm bằng chân trái khá ổn đấy. Tiếc là trái banh lại chệch cục dọc ra ngoài. Nhét lên là mình trả về cho tuyến 2 liền nè. Vẫn là anh bạn số 9 đó. Hay vậy con. Trên trái luôn hả? Dữ hả? Cốt Giang có chiêu giả sút bằng chân này và dứt điểm bằng chân kia rất là hay nha anh em. Anh em có thể học theo nhé. Trời ơi. Vừa làm thành công kỹ thuật reverse elastico banana nha anh em. Xong rê bóng qua tiếp một hậu vệ nữa. Tiếc là tư thế này đặt lòng chân trái thì mới ăn được. Mà mình thì không thuận chân trái. Đành dứt điểm bằng chân phải cầu mây. Nhưng vậy thôi chắc là đủ hay rồi đúng không anh em? Nhớ cho mình một like nha. Chân phải. Ok. Cắt nè. Chạy về nè. Chân phải đi. Bị mình bắt bài giật cót về. Đây tức. Đây tức. Vừa là skill của Chan Native nha anh em. Đây,
Dạ đây nè chứ đâu. Bên phải chống chạy. Qua lại. Người vừa ghi bàn đó là Heo, con trai của cô giáo Hiếu, lãnh đội của Hà Nam FC. Ba kẹp một thì kiểu gì thoát được. Hay vậy. Anh Tèo vừa có pha đặt lòng quá gọn gàng vào góc xa. Hồi nãy mình cũng có một pha bóng ở góc như thế này, nhưng không đá được vì không thuận chân trái đó anh em. Thế nên mình sẽ dành thời gian để chơi vào chân trái nha, quan trọng lắm đó. Từ từ từ, đây nè, đây nè, đây nè. Vừa kiếm thêm được 30k nữa. Ở đứng dưới luôn rồi, đủ người trên. Vừa tính cắt lên để hỗ trợ tấn công, nhưng chợt nhận ra đồng đội lại quá đông. Hay vậy, nó phối hợp gì điện người ta. Kỹ thuật La Coresta sau kim đã đem về cho mình thêm 30k nữa. Như vậy là hôm nay mình đã có được một hat-trick xỏ hén nha anh em. Tiếp, tiếp, tiếp. Cú đá cột 2 tương tự như hồi nãy, nhưng lần này đã bị bắt bài. Heo Nachibana, skill sở trường nha anh em. Tiếc là không qua hén ai cả. Tèo. Tính kiếm thêm 30k nữa nhưng thất bại rồi anh em. Vậy gọi lại cơ. Đối thủ ngày hôm nay là team Plus FC. Nói chung toàn là học sinh cấp 2 ở gần sân không à. Trình độ thì dưới mình nhiều, nên thành ra mình cũng tranh thủ áp dụng những skill xỏ hén qua người vào mấy trận thi đấu này. Sau một hồi đi bóng lòng vòng, đuối quá không còn sút nổi đó anh em. Yeah, và thôi, trận đấu này mình đá và múa như đó đủ rồi. Nói chung là cũng không nên lạm dụng nhiều, riết thành thói quen. Đến lúc gặp mấy đối mạnh, nó đá cho gặm mặt cỏ sân luôn. Giờ thì uống nước, nghỉ ngơi và hẹn anh em ở những video clip tiếp theo nha. À quên nữa, các video clip đá banh của mình trên kênh YouTube TV Style Soccer đang được cho các bạn xem theo kiểu trải nghiệm góc nhìn thứ nhất của mình. Anh em có thể tận hưởng trọn vẹn các khoảnh khắc thật nhất của các trận đấu trên kênh YouTube này nha. Riêng anh em nào có đam mê về phát triển kỹ năng đá bóng của bản thân thì có thể lên Facebook cá nhân của mình, đó là Phạm Trung Thi, và fanpage TV Style Soccer. Hai trang ấy mình cũng có chia sẻ lại những khoảnh khắc đá bóng như thế này, nhưng đã được dựng lại theo kiểu dựng hình và đọc suy nghĩ cá nhân của mình ra, nhằm mục đích là hướng dẫn kỹ năng đá bóng cho anh em. Chúng ta có thể tiếp thu về tư duy bóng đá, cách xử lý tình huống và cùng nhau tiến bộ trong bóng đá nhé. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng với kênh YouTube TV Style Soccer trong những năm vừa qua. Năm 2023 này nhất định sẽ làm những content hay hơn nữa cho cả nhà cùng xem. Và Happy New Year cả nhà!